Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người tô màu cho chiếc bút bi bấm nha mọi người. Đây là một chiếc bút bi với thiết kế sang trọng mà đến từng mm, cộng thêm với nhìn bề ngoài trông rất bắt mắt. Và chất liệu làm từ bút bi này chính là kim cương nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ tô màu nha. Không biết bao giờ mới mua được xe. Thêm xe cờ cờ đấy là xe tôi mà. Mà xe này cũ rồi, xe đi từ xe đi mấy năm rồi ấy, 5 năm hay sao ấy, lâu phết, muốn đi xe mới. Ước mơ trở thành nhà tài phiệt. Nhầm. Mình sẽ tô phần thân trên của bút bi này bằng màu đen nha. Mình sẽ tô làm sao cho nó giống bút bi thật nhất có thể nha. Ơ anh Đức ơi, anh không tổ chức sinh nhật à? Nhưng mà hôm nay anh không tổ chức à? Anh cũng không bảo gì luôn. Ủa ông biết sinh nhật anh Đức à? Chạy hết. À nhận em qua lâu rồi. Nhưng em từ tháng 8 rồi. Mùng 9 tháng 3. Ơ chính ra cung hoàng đạo của tôi với Thịnh khác nhau ấy. Khác nhau. Nghĩa là trái ngược nhau. Cái gì nhỉ? Xung khắc. Ừ. Xem cung hoàng đạo đi. Đúng cùng. Thôi hồi xưa xem tấn. Thì hồi xưa xem Fairy Tail dài thì cung hoàng đạo nó lấy từ phim Fairy Tail ra chứ đâu. Cái cung hoàng đạo ơi. Khoan. Điên à? Phim cung hoàng đạo từ lâu lắm rồi. Fairy Tail nó ra không bắt đầu cung hoàng đạo nó mới nổi hồi đấy. Vì trong Fairy Tail nó cũng là về cung hoàng đạo luôn. Nhưng mà cung hoàng đạo có từ lâu rồi mà. Ừ thì đấy, thì nó từ cái đấy ra. Không, không mà không phải bắt nguồn từ cái đấy. Không, ý là nó nổi ấy. Ý là nó bắt đầu nổi lại từ cái đợt khi bọn nó xem phim đấy ra. Không mà. Hồi xưa mình fan Fairy Tail. Nice. Và đây chính là chiếc bút bi của mình sau khi mình đã tô màu gần hết nha. Bây giờ thì mình sẽ hoàn thành nốt và sẽ cho mọi người xem kết quả của video nhé. Mình sẽ tô màu y chang ở dưới bút bi này nha. Đó, mình sẽ lấy màu xám để tô vào phần đầu bút bi như vậy. Và xong, chỉ còn một vài bước đơn giản mình đã tô xong nha. Thank you.
số 1. Xe này hơi xấu anh em ạ. Cơ bản như đồ trẻ con ấy. Như xe đồ chơi ấy. Ok, và mình sẽ cố gắng cô đẹp hết sức có thể nha. Và mình và mình và mình sẽ no. Và mình sẽ tô nốt nha mọi người ơi. Và mình sẽ tô đến cái phần dưới của và mình sẽ tô đến phần bên dưới của bút bi nha. Và mình sẽ tô đi nha.